Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tập thể dục là điều vô cùng quan trọng đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi thì cần có những lưu ý riêng về bài tập và động tác, đặc biệt là bước sang tuổi trung niên. Khi tập cardio, ngồi gập bụng, nằm nâng chân, đẩy tạ đòn sau cổ, người trên 40 tuổi tránh thực hiện quá sức gây đau lưng, mệt mỏi. Thông tin được tham khảo trên trang báo điện tử vnexpress.net. Cardio cường độ cao kéo dài. Cardio là bài tập thể dục làm tăng nhịp tim như chạy bộ, đạp xe, bơi. Tuy vậy, tập luyện quá nhiều với cường độ quá cao sẽ ảnh hưởng xấu cho người trên 40 tuổi. Nếu bạn ép cơ thể quá, cơ thể sẽ sản sinh ra hormone cortisol gây căng thẳng và béo bụng, nhanh lão hóa. Mỗi tuần nên tập 150 phút các bài tập cardio nhẹ nhàng, tức là khoảng 20 phút một ngày, giữ nhịp tim trong khoảng từ 108 đến 153 nhịp mỗi phút. Gập người chạm mũi chân. Bài tập này để giãn lưng và chân nhưng lại gây quá nhiều sức ép lên lưng đối với người trên 40 tuổi. Ở độ tuổi trung niên, xương nối lưng dưới và hông bắt đầu yếu dần nên người ta không khuyến khích tập bài giãn cơ này. Cơ giãn sâu có thể gây chấn thương cổ và các vấn đề về huyết áp. Thay vào đó, người trên 40 tuổi nên tập yoga. Có rất nhiều tư thế giãn lưng nhẹ nhàng không gây chấn thương như tư thế em bé, nhân sư, mèo hay bò. Nếu bắt buộc phải tập tư thế gập người chạm mũi chân, nhớ là phải gập nhẹ đầu gối và có chỗ dựa khi bạn cảm thấy choáng. Nằm nhấc chân. Nằm nhấc chân cũng là một động tác gây áp lực lên lưng dưới. Đây là động tác nằm thẳng lưng và nhấc chân ở một góc nhất định. Động tác này nhằm luyện sức cho phần lưng, nhưng nếu bạn yếu về phần lưng, bài tập có thể gây đau lưng dưới nghiêm trọng. Các chuyên gia khuyên nên tập động tác co gối vào ngực. Đầu tiên, bạn nằm thẳng lưng, co gối và đặt bàn chân lên sàn, từ từ gập bụng và nâng người khỏi sàn, đồng thời nhẹ nhàng nâng đầu và hai vai lên, đặt hai tay chống hai bên hông rồi từ từ nằm về tư thế ban đầu. Đẩy tạ đòn sau cổ. Người trên 40 tuổi nên tránh bài tập này vì có thể chèn ép lên một động mạch cổ quan trọng gây chóng mặt, đau đầu và ngất xỉu, tệ hơn có thể dẫn đến gãy cổ. Thêm vào đó, động tác này chuyên dành cho những người muốn tập cơ vai, nên những ai không cần thiết thì nên tránh. Nên tập trung luyện tập sự dẻo dai bằng các bài tập cuộn vai, duỗi vai và nhấn tay về hướng vai đối diện. Đá đùi. Động tác này nhằm nâng một trọng lượng bằng hai chân, nhưng khi bạn nâng gối để đỡ một trọng lượng, các khớp xương phải chịu rất nhiều áp lực. Áp lực lên gối có thể gây nhiều đau đớn và khiến bạn bỏ cuộc. Nên tập squat với ghế, tạo tư thế ngồi ở viền ghế, nâng hai tay trước mặt, đứng dậy đồng thời đẩy hai tay về phía sau, sau đó đẩy tay về phía trước, rồi từ từ ngồi xuống trở về tư thế ban đầu ngay khi mông chạm ghế. Gập bụng. Mỡ bụng cứng đầu khiến chúng ta đau đầu và sau tuổi 40 tình trạng càng tệ hơn. Ngồi lên gập bụng có thể tăng cường cơ bắp bên dưới lớp mỡ, song lại không thể đốt cháy mỡ. Thay vào đó, để giảm eo, hãy tập trung vào việc giảm lượng chất béo chuyển hóa và đường trong chế độ ăn uống của bạn, đảm bảo tập đủ các bài tập tim mạch. Gập bụng còn khiến bạn đau lưng và cổ, nên tập plank. Đặt hai tay và gối xuống sàn, khuỷu tay và hai bàn tay rộng bằng vai. Lùi chân và chống mũi chân lên sàn. Bài tập này dùng cơ bụng để đỡ toàn bộ cơ thể lâu nhất có thể. Khi cơ bụng mệt, đổi tư thế và nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục luyện tập. Bài tập vặn thân người. Đây là bài tập nằm ngửa, gập đầu gối, sau đó thả đầu gối xuống sàn đồng thời quay đầu về hướng ngược lại. Động tác đơn giản nhưng có thể gây áp lực cho lưng và cổ, nên khởi động cẩn thận. Bạn có thể tập bằng cách nắm một quả bóng nhỏ giữa hai tay ở tư thế giơ khuỷu tay ra rồi từ từ xoay thân trên từ bên này sang bên kia. Nếu bạn có sức khỏe tốt, bạn nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần khi ở độ tuổi trung niên. Bạn có thể tập thường xuyên, mỗi lần tối thiểu 10 phút và nên dành ít nhất 2 buổi mỗi tuần để rèn luyện cơ bắp ở chân, hông, ngực, lưng và tay. Nếu bạn không có thời gian hoặc sức khỏe không cho phép, hãy tìm đến bất kỳ bài tập nhẹ nhàng nào trong suốt thời gian ngắn phù hợp với mình. Nếu bạn gặp một số vấn đề như đau ngực, khó thở, chóng mặt khi tập thì hỏi ý kiến bác sĩ và chọn một loại hình luyện tập khác thích hợp hơn. Quý vị và các bạn thân mến, những phương pháp tự nhiên giúp cân bằng nội tiết tố sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.
Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.